Có ca mắc liên quan đến khu công nghiệp, Đà Nẵng cấm tắm biển, hớt tóc. Từ thành phố Hồ Chí Minh thuê xe cứu thương trở về Bình Định để tránh chốt kiểm tra Covid-19. Một thí sinh Ninh Thuận dương tính với Covid-19 sau 6 ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa 4 khu phố với gần 10.000 dân ở phường 13, quận 10. 700.000 cành hoa Đà Lạt xuất khẩu sang Úc buộc phải tiêu hủy. Dự kiến thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vào ngày 6 và ngày 7 tháng 8. Tổ chức cho hai người vượt biên với giá 10 triệu đồng. Tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần nghĩa trang. Kính chào quý khán giả đang theo dõi mục tin trong nước trưa ngày 15 tháng 7 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào tối ngày 14 tháng 7, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19 mới liên quan đến khu công nghiệp. Hai trường hợp dương tính là công nhân của một công ty nằm trong khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, có số lượng lao động là hơn 4.000 người. Trong chiều ngày 14 tháng 7, 1.700 công nhân của công ty đã được lấy mẫu xét nghiệm. Cũng trong ngày 14 tháng 7, Đà Nẵng sẽ tạm dừng các hoạt động hớt tóc và tắm biển. Đây là lần thứ 3 chính quyền Đà Nẵng phải ban bố lệnh cấm tắm biển trong đợt dịch từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Trước đó, thành phố cấm tắm biển lần đầu từ ngày 4 tháng 5, sau đó đã mở lại vào ngày 9 tháng 6. Cho đến ngày 19 tháng 6, địa phương đã thông báo cấm tắm biển lần 2 khi phát hiện chuỗi lây nhiễm mới liên quan đến một nam bảo vệ công ty nhựa Duy Tân. Đến nay đã có là 92 ca COVID-19 có liên quan đến bệnh nhân này. Cùng với việc cấm tắm biển và các hoạt động thể thao, dịch vụ cắt tóc, hiện Đà Nẵng đang tạm dừng nhiều hoạt động như là lễ hội, tín ngưỡng, thờ tự, dạy học tại trường mầm non, vũ trường, karaoke, quán bar, massage, phố đi bộ, chợ đêm và dịch vụ ăn uống tại chỗ cho bạn mang về. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 7, Công an huyện Phù Mỹ, Bình Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Trần Như Vương ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ với số tiền là 7,5 triệu đồng vì đã có hành vi dùng xe cứu thương để vận chuyển hành khách từ vùng dịch COVID-19 về Bình Định. Trước đó, Công an huyện Phù Mỹ đã phát hiện có 6 người về địa phương, trong đó có 4 người về từ thị xã Bến Cát, Bình Dương và 2 người về từ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bằng xe dịch vụ cứu thương, nên đã tiến hành làm việc với những người có liên quan. Kết quả xác định xe dịch vụ cứu thương mang biển số 77B01654 do ông Vương là chủ xe, có thuê một tài xế vận chuyển 6 hành khách nói trên về huyện Phù Mỹ vào các ngày 9 và ngày 11 tháng 7. Ngoài ra, qua kết quả làm việc, còn xác định xe dịch vụ cứu thương này có chở 4 người khác từ thành phố Hồ Chí Minh về xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định vào ngày 11 tháng 7. Đáng chú ý là nơi xuất phát của những hành khách nói trên từ các địa phương đang áp dụng thực hiện theo chỉ thị 16. Những người này khai không phải là bệnh nhân nhưng đã thuê xe cứu thương chở từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Định với giá thỏa thuận với nhà xe là 10 triệu đồng. Khi qua một số chốt kiểm soát dịch bệnh, không phải dừng lại để kiểm tra và khai báo y tế. Thưa quý vị, vào chiều ngày 14 tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước cho biết test nhanh với 6 người trong gia đình bệnh nhân NHL, 44 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho kết quả 2 người là âm tính và 4 người dương tính với virus SARS-CoV-2. 4 người mắc COVID-19 là vợ và con của bệnh nhân NHL, bao gồm bà NTTU, 43 tuổi, NLBU, 20 tuổi, NDK, 18 tuổi và NLBH, 6 tuổi, cùng ngụ ở khu phố 4 thị trấn Phước Dân. Trong đó NK là thí sinh vừa dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại điểm thi trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng, huyện Ninh Phước, lần lượt qua các phòng thi số 215, 217 và 218 vào 2 ngày 7 và ngày 8 tháng 7 vừa qua. Trước đó, qua điều tra dịch tễ từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, sau khi có kết quả test nhanh âm tính, bệnh nhân NHL đã cầm giấy xét nghiệm âm tính, lái xe tải vào thành phố Hồ Chí Minh và trở về nhà ở khu phố 4 thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước vào ngày 5 tháng 7. Sau đó, ông NL đã có triệu chứng sốt, ho và đau đầu nên đã đi khám bệnh tại phòng mạch tư bác sĩ An, thị trấn Phước Dân vào ngày 10 tháng 7. Phòng mạch tư bác sĩ Nghĩa, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm vào ngày 11 tháng 7. Vào lúc 16 giờ ngày 13 tháng 7, ông đã khám tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Tại đây, ông NL khai, ông chỉ ngồi trên xe tải không tiếp xúc với ai.
Ông có giấy xét nghiệm âm tính nên khi trở về địa phương, ông đã không đến cơ sở y tế khai báo y tế. Ngay sau đó, ông đã được nhập viện để điều trị, lấy mẫu test nhanh với kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và có kết quả là dương tính. Vào tối ngày 14 tháng 7, huyện Ninh Phước đã họp khẩn lập phương án giãn cách toàn thị trấn Phước Dân theo chỉ thị 15, bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 7. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có văn bản thông báo phong tỏa khu phố 4567 trong thời gian 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 7. Bốn khu phố này bao gồm 48 tổ dân phố với 2.738 hộ, khoảng 9.842 người. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào tối ngày 14 tháng 7, ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch phường 13 cho biết do tình hình dịch bệnh trên địa bàn 4 khu phố đã diễn biến phức tạp, trường hợp F0 xuất hiện rải rác, cả 4 khu phố đều thuộc khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao nên phường đã quyết định phong tỏa để có thể khoanh vùng và bảo đảm phòng chống dịch bệnh. Theo thông báo, trong thời gian phong tỏa, người dân không được ra khỏi khu vực, trừ các trường hợp khẩn cấp như là cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác. Việc giao hàng hóa cho khu vực phong tỏa sẽ được thực hiện vào 3 ngày trong tuần là thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Đối với những hộ là F0, cán bộ, công chức và các ban ngành đoàn thể phường sẽ hỗ trợ nhận và giao hàng tận nhà. Thưa quý vị, người trồng hoa ở Đà Lạt và các huyện lân cận của tỉnh Lâm Đồng đã lâm vào cảnh điêu đứng vì không thể xuất khẩu được hoa. Do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cấm sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa glyphosate. Vào sáng ngày 14 tháng 7, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hatch Farm và các nông hộ trồng hoa xuất khẩu địa bàn thành phố Đà Lạt Lâm Đồng phải tiêu hủy hàng trăm ngàn cành hoa trong hơn 10 ngày qua xuất khẩu sang Úc nhưng không đi được. Lý giải về việc này, ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Đà Lạt Hatch Farm cho biết, theo thông tư của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam, thì từ ngày 1 tháng 7, các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa glyphosate bị cấm sử dụng trong nước. Trong khi hàng chục năm qua, Đà Lạt Hatch Farm đã sử dụng hoạt chất glyphosate ngâm cành hoa trong 20 phút trước khi đóng gói để nhằm triệt mầm hoa cúc. Điều đáng nói là hoạt chất glyphosate được Úc, Nhật Bản là những nước nhập khẩu hoa Đà Lạt chấp nhận. Cũng theo ông Bảo, do quy định này nên hơn 10 ngày qua, tổ kiểm dịch của Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đóng tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, từ chối không cấp giấy phép cho các lô hàng xuất khẩu qua Úc, khiến cho 700.000 cành hoa cúc và cẩm chướng phải đưa về lại trang trại ở Đạ Ròn, Đơn Dương để chờ tiêu hủy. Một trong những hộ dân liên kết trồng hoa cúc xuất khẩu sang Úc với công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hatch Farm với diện tích là 0,7 hectare, ông Lê Mỹ Thành ở phường 7 thành phố Đà Lạt đã buồn bã nói: người dân chúng tôi đã liên kết trồng hoa xuất khẩu với công ty Hatch Farm được 5 năm. Nay công ty xuất khẩu không được, hoa chúng tôi làm ra rất vất vả nhưng vẫn nằm ở vườn. Chúng tôi rất lo ngại vì vốn đã đổ xuống vườn nhưng không thu lại được nên thiệt hại trước mắt là rất lớn. Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt nhận định về việc không cho sử dụng hoạt chất glyphosate đang gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp và các nông hộ trồng hoa ở Đà Lạt. Mặt khác còn có nguy cơ buộc hàng trăm công nhân phải nghỉ việc, nhiều nhà vườn mất thu nhập vì phải cắt và đổ bỏ hoa ngoài đồng. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 14 tháng 7 đã họp trực tuyến với các sở giáo dục đào tạo có thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, có hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh thành phố chưa dự thi đợt 1, có nguyện vọng tham gia đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là các thí sinh thuộc diện F0, F1 và F2, các thí sinh trong khu vực cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tỉnh An Giang có số lượng thí sinh dự kiến thi đợt 2 nhiều nhất, tiếp đến là Đồng Tháp, Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe các ý kiến của các sở, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 sẽ diễn ra vào các ngày 6 và ngày 7 tháng 8. Ngày 5 tháng 8, thí sinh làm thủ tục dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho hay, ngày thi dự kiến là ngày 6 và ngày 7 tháng 8 là mốc thời gian đưa ra để các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào thực tế của địa phương, xin ý kiến của Ủy ban cấp tỉnh về phương án tổ chức kỳ thi, sau đó mới đề xuất lại Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống nhất. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 7, đồn biên phòng Bò Hèn cho biết đã ra quyết định khởi tố Đỗ Mạnh Linh, 33 tuổi và Đỗ Xuân Luân, 39 tuổi về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Trước đó vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6, tổ tuần tra đồn biên phòng Bò Hèn đã phát hiện Trần Thị Thắm, 19 tuổi, quê ở Nam Định và Lê Hải Dương, 22 tuổi, quê ở Lai Châu, có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam tại khu vực biên giới thuộc thôn Tháng Búng, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái. Từ lời khai của Thắm và Dương, nhà chức trách đã xác định Linh và Luân cùng trú ở xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái liên quan đến sự việc. Đến ngày 8 tháng 7, đồn biên phòng Pò Hèn đã mời Linh và Luân lên làm việc. Tại đây, cả hai đã khai nhận là người trực tiếp đến đón hai phụ nữ trên từ cây xăng Hải Yên, thành phố Móng Cái, lên biên giới thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vào ngày 21 tháng 6 với tiền công là 5 triệu đồng mỗi người. Thưa quý vị, một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đã được người dân xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình phát hiện bên vệ đường gần một nghĩa trang. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, một người phụ nữ trú ở xã Việt Thuận làm nghề buôn bán hoa quả trên đoạn đường từ xã Trung An về xã Việt Thuận bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ chiếc ba lô để bên vệ đường. Người phụ nữ này liền lại kiểm tra thì phát hiện bên trong ba lô có bé trai sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn. Ngay lập tức, bà Hành đã ủ ấm cho bé, đồng thời hô hoán người dân gần đó trình báo chính quyền địa phương rồi đưa cháu bé vào trạm y tế xã Việt Thuận để chăm sóc. Qua kiểm tra ban đầu, bé trai sơ sinh hoàn toàn khỏe mạnh, cân nặng là hơn 3,5 kg. Qua kiểm tra chiếc ba lô, ngoài một số vật dụng dành cho trẻ sơ sinh, còn có 500.000 đồng và tờ giấy viết vội mấy dòng. Hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện để nuôi cháu bé, kính mong cộng đồng xã hội nhận nuôi cháu bé giúp tôi, nuôi dưỡng cháu khôn lớn và trưởng thành. Cháu sinh ngày 10 tháng 7 năm 2021. Chính quyền và công an xã Việt Thuận đã lập biên bản sự việc, đồng thời phát đi thông báo mong tìm người thân của bé. Kính thưa quý vị, một tin trong nước trưa ngày 15 tháng 7 của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.